Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em mình cái dãy cá phía trên này mọi người nha. Cái dãy cá phía trên này là những con huyết long size từ 30 cho đến là 40 mấy cân. Lúa chỉ từ 8 củ mấy một đứa thôi nha mọi người nha, 8 củ mấy một đứa thôi. 9 con huyết long size lở size chung nha. Bữa giờ lên size nhỏ với size lớn rồi, anh em hỏi size chung rất là nhiều. Hôm nay em mới kéo bên trại về một mớ với một số là em có giao lưu với khách về. Đó thì bây giờ em sẽ lên clip cho mọi người chúng ta xem ha. Anh em nào chúng ta thích những con cá size chung size lở thì chúng ta có thể chọn trong clip này. Và lợi thế của size chung là mình không cần phải sợ những cá nhỏ quá, nó yếu, nó rủi ro các thứ, nó dễ bệnh các thứ lum la. Thì những con size chung là nó đã khỏe rồi, nó đã lớn rồi, nó đã ra dáng ra màu rồi, anh em mình chơi mình sẽ an tâm hơn đó. Mà cái lúa nó cũng rất là mềm, nó trên dưới 10 củ thôi, từ 8 củ mấy đến 10 củ mấy một con là có rồi ha. Rồi ok mọi người, mời mọi người chúng ta cùng xem cái clip này nha. Ok rồi, ok mọi người nha. Thì đây là bé ô số 1 nha mọi người ha. Con này là 11 củ 9 nha mọi người nha. Con này là tầm 33 cm, 11 củ 9. Như mọi clip mà chúng ta thấy đó ha, cái má nó đã lên cam một bờ rất đậm rồi, cái vảy cũng đã lên rồi mọi người nha. Em quay clip mọi chúng ta xem nè, thực tế em nó đang bơi không có chỉnh màu chỉnh gì ha. Ô số 1, mã clip là 708 11 củ 9, em huyết long tầm 30 33 cm nha mọi người nha. Chuẩn chỉ hết mắt môn. Mấy con này là em nuôi dưới ao nên là rất là ok, chuẩn chỉ nha mọi người nha. Đó, ô số 1, 11 củ 9 nha mọi người ha. 11.9 củ. Rồi, kế bên đây là ô số 2 mọi người nha. Ô số 2 này cũng 11 củ 9 luôn mọi người nha. Cũng 11.9 củ luôn. Đó, 11.9 củ luôn. Và cái này má cũng lên một bệt rồi nha mọi người nha. Má cũng nó cũng lên một bệt luôn rồi đó. Đấy, đuôi càng rất là đẹp nha mọi người. Mắt mo là chuẩn chỉ hết luôn nha. Đó, mắt mo rất là chuẩn luôn. Đó, đuôi kích càng dài nha mọi người nha. Em này cũng 33 cm, 33, 34 cm mọi người ha. Đó, cá rất là chuẩn chỉ luôn, 11 củ 9 nha mọi người nha. Và đây là ô số 3, con này là tầm 40 mấy cm mọi người nha. Càng rất là dài, đuôi to và màu con này rất đẹp nha mọi người. Con này là 15 củ 8, mắt môi chuẩn chỉ ha. Em này để em coi lại cái, nó quay qua em coi lại cái size nó bao nhiêu nha. Đó, con này là 48 cm, 47 48 cm mọi người nha. 47 48 cm nha. 15 củ 8, ô số 3. Đó, chuẩn chỉ càng dài, đuôi to, màu mè ngon lành nha. Đó, tiếp theo là mình sẽ đến với lại ô số 4 mọi người ha. Ô số 4. Ô số 4 con này là 36 cm. 36 cm thì con này là 10 củ 9 thôi nha mọi người nha. Đã lên cam rồi, lồng vảy có màu tím. Con này là body semi sọc luôn. Body semi sọc luôn nha mọi người nha. Mắt môi là ok, màu mè ngon lành đang lên nha mọi người nha. Rồi, đây là ô số 5 mọi người nha. Bé ô số 5 này cũng tầm 33 cm, chuẩn chỉ hết luôn. Đó, đuôi đẹp, má cũng đã lên cam luôn rồi nha mọi người nha. Đó, body đẹp ha. Râu ria mắt mò ok hết nha mọi người nha. Bé này là 10 củ 9, ô số 5 nha mọi người. Ô số 5 10 củ 9 ha. Ô số 5 10 củ 9 nha mọi người nha. Con này thì cấu đuôi nó ngắn ha, nhìn cái đuôi nó liền nó đẹp ha. Rồi, đây là một bé cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha.
Bé này là ô số 6 nha mọi người. Đó. Đầu muỗng, mỏ vểnh, đuôi càng cực kỳ phê luôn anh em ơi. Con này là 12 củ chín, ô số 6. Em này tầm 35 cm. Cái dàn đuôi con này rất là bự nha. Dàn đuôi cực kỳ là phê luôn. Đó. Đuôi càng rất là phê, ô số 6 12.9 củ nha mọi người nha. Quá đã luôn. Con này là đẹp nhất luôn á. 12 củ chín thôi. Màu mè rất là ngon lành, con này nở hậu anh em ha, hậu nở rất đẹp đó. Rồi thì tiếp theo là đến với ô số 7 mọi người nha. Ô số 7 con này là 43 cm, ô số 7 43 cm, con này là 8 củ rưỡi nha mọi người nha, 8.5 củ, 8.5 củ. Cái đuôi nó hơi cháy một xíu nha, mắt bên phải hơi nghiêng. Cái này em sẽ xử lý mắt cho mọi người chúng ta được nha. Đó, em cho thợ xử lý mắt cho mọi người chúng ta được. Còn màu mè thì cũng ok, đuôi hơi cháy chút xíu, chỉ có 8 củ 5 thôi cho một bé 42 cm, 42 43 cm cỡ đó ha mọi người ha. Đó, đây 8 củ 5 ô số 7 nha mọi người nha. Rồi và tiếp theo là ô số 8 mọi người nha. Đây là bé ô số 8 nha. Con này cái lưng nó gù nha mọi người nha. Lưng nó gù. À, con này là đầu siêu muỗng luôn. Đầu cực kỳ là muỗng nha mọi người nha. Anh em mà thích chơi mấy con lưng gù kinh kinh như thế này thì có thể lượm con này. Con này em chia sẻ giùm cho một ông Khanh, ông anh. Mọi người nha. Ông anh hả? Ông anh quen. Ông nhờ đẩy giùm ha. Đổi qua cá khác. Đó. Thì là đây là ô số 8 nha mọi người nha. Con này thì cái size nó khoảng tầm là 33 34 cm. Con này là viền vảy nó đang lên rồi, em đang ốp cái đèn cho nó là mọi người. Anh em là thích chơi hàng kinh dữ dữ đầu muỗng rồi lại lượm con này nha. Ô số 8 ha, 14 củ 5, 14 củ 5 mà size 30 tầm 33. Má lên cam, viền vảy nó lên rồi, lên viền mỏng luôn nha mọi người nha. Con này anh em về chúng ta ốp đèn mấy tháng là đỏ nè. Đó, lưng gù ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với ô số 9. Ồ, con này sung nè, sung dữ rồi. Càng hạ luôn mọi người ơi. Bé này là ô số 9 nha. Ô số 9. Cái má lên nguyên một bọt cam luôn kìa. Con này 11 củ 5 ha. Em này cái size của nó là khoảng tầm 33 cm. Đó. 33 cm, càng hạ sung chuẩn chỉ hết mắt môi nha mọi người nha. 11 củ 5 ô số 9. Cái hậu rất là thích luôn nha. Cái đuôi nó không, đuôi nó ngắn á, nhưng mà cái hậu nhìn rất là thích luôn. Đó. Rồi ok mọi người. Đây là ô số 9 11 củ 5, cũng là con cuối cùng trong clip này ha. Bên em có nhận giao lưu và có góp cho anh em mình luôn, không cần bữa trước vẫn có thể mang cá về ha. Mọi người chúng ta có cá lỗi, cá sấu, chúng ta muốn giao lưu nâng cấp thì bên em vẫn hỗ trợ nha mọi người nha. Rồi ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Rồi, bonus thêm một clip bé Kinh nó ăn nè mọi người. Đó. Ăn rất là sung nha mọi người nha. Đây. Con Kinh lúc nãy nè, con Kinh ở số 8 14 của năm nè ha. Nó mập quá, cái lưng nó có cái đường rãnh ở giữa luôn á. Lõm luôn, thịt nó gù lên luôn. Rồi. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn tin tưởng và ủng hộ Rồng Việt Nam nha. Rồi ok, chào tạm biệt mọi người ha. Bye bye.